Cây hoa phấn hay còn gọi là bông phấn cũng có nơi gọi là sâm ớt là một loại cây vừa được trồng làm cảnh cũng được trồng để làm thuốc nữa. Thường thì người ta sử dụng rễ cây hoa phấn dùng để chữa băng huyết, bạch đới, đau vú, đinh nhọt và bộ phận sử dụng chính là rễ của cây hoa phấn được thu hái quanh năm đem về thái mỏng tẩm nước gừng sao vàng còn dùng cả lá và hạt nữa. Về tính vị và tác dụng thì rễ của cây hoa phấn này có vị ngọt nhạt, tính mát, có tác dụng là thanh nhiệt, lợi tiểu, khử thấp, hoạt huyết, giải độc. Nhưng các bạn phải lưu ý là người có thai thì không được dùng cây này đâu nhé. Và một lưu ý nữa là phần rễ và hạt của cái cây này nó có tác dụng tẩy cho nên là các bạn lưu ý không uống với liều quá cao đâu nhé. Thông thường thì mọi người thường dùng rễ của cây hoa phấn Được dùng để chữa băng huyết, bạch đới Đau vú, đinh nhọt với liều dùng là ngày từ 8 cho đến 16 gram sắc uống Còn sau đây là cách sử dụng cây hoa phấn để chữa bệnh Đối với việc bị nhọt ở vú Rồi là viêm đường tiết niệu Viêm tuyến tiền liệt, bạch đới, đái đường, đái buốt hoặc là đái da máu hoặc là đái đục ấy thì các bạn có thể sử dụng cái rễ của cây hoa phấn này dùng rễ khô thì với liều lượng là 20g nếu không có khô thì các bạn dùng tươi với liều lượng là 40g để mà sắc uống nhé thì sẽ trị mụn nhọt viêm đường tiết niệu viêm tuyến tiền liệt bạch đới đái đường đái buốt hoặc là đái da máu đái đục còn tiếp theo là đối với trường hợp di mộng tinh ấy, thì người ta sử dụng cái rễ của cây hoa phấn này phối hợp với rễ của bạch quả và quả kim anh, quả đơn rau ráo, mỗi vị là 12 gram để mà sắc uống chữa di mộng tinh. Và tiếp theo là một bài thuốc dùng để chữa phát ban. Thì cách dùng như sau, các bạn dùng rễ của cây hoa phấn 12 gram, huyền sâm 30 gram xuyên quy 10 gam, thăng ma phục thần mỗi vị 8 gam, hoàng liên kinh giới cam thảo mỗi vị 4 gam. Các bạn à, sắc uống nhé. Còn đối với việc dùng ngoài thì người ta còn à, sử dụng hạt của cây hoa phấn này để mà chữa nốt ruồi tàn nhang trứng cá ở mặt, bằng cách là dùng hạt của cây hoa phấn này đem về các bạn tán bột để mà bôi chữa nốt ruồi tàn nhang trứng cá ở mặt lá thì giã nát vắt lấy nước để mà trị mụn lở vết thương đinh nhọt và các bạn nên lưu ý là rễ hoặc là hạt của cây hoa phấn này thì có tác dụng tẩy trong y học phương Tây thì người ta còn dùng rễ của cây hoa phấn này để mà làm thuốc tẩy nữa cơ ở Trung Quốc thì người ta cũng dùng rễ của cây hoa phấn này để mà làm thuốc nhuận tràng nhẹ. Và các bạn cần phải lưu ý là người có thai không được sử dụng cây hoa phấn này đâu nhé. Và một số nước khác nữa như là Campuchia thì người ta cũng dùng hoa phấn để mà dã nát đắp lên thái dương để mà làm giảm sốt, còn ở Malaysia thì nước ép của lá hoa phấn được dùng để bôi chữa bỏng sưng tấy quả thì được dùng để tán bột nhào với nước thành bột nhão để mà đắp chữa trứng cá còn ở ấn độ và pakistan thì người ta còn dùng rễ của cây hoa phấn này đem về thái nhỏ tẩm bơ sao khô tán bột cùng với vài hương liệu có tính ấm để mà uống làm thuốc bổ còn lá thì vò nát để mà đắp trị áp xe và mụn nhọt Dịch ép của lá thì dùng để bôi để mà trị vết thương, vết bầm tím ngứa do mề đay. Ở Pakistan thì người ta còn dùng lá để mà làm thuốc gây mưng mủ và hạch xoài. Dễ để làm thuốc tẩy chữa trị. Ở gia ta thì theo kinh nghiệm dân gian người ta dùng rễ của cây hoa phấn phối hợp với cả rái dê tán bột hãm với nước sôi dùng một nửa để uống và một nửa thì thụt vào trực tràng mỗi ngày để mà làm thuốc gây sảy thai. Còn sau đây là cách sử dụng cây hoa phấn để chữa bệnh. Đối với việc bị nhọt ở vú, rồi là viêm đường tiết niệu, viêm tuyến tiền liệt, bạch đới, đái đường, đái buốt hoặc là đái da máu hoặc là đái đục ấy thì các bạn có thể sử dụng cái rễ của cây hoa phấn này dùng rễ khô thì với liều lượng là 20g nếu không có khô thì các bạn dùng tươi với liều lượng là 40g để mà sắc uống nhé thì sẽ trị mụn nhọt viêm đường tiết niệu viêm tuyến tiền liệt bạch đới đái đường đái buốt hoặc là đái da máu đái đục còn tiếp theo là đối với trường hợp di mộng tinh ấy, thì người ta sử dụng cái rễ của cây hoa phấn này phối hợp với rễ của bạch quả và quả kim anh, quả đơn rau ráo, mỗi vị là 12 gram để mà sắc uống chữa di mộng tinh. Và tiếp theo là một bài thuốc dùng để chữa phát ban. Thì cách dùng như sau, các bạn dùng rễ của cây hoa phấn 12 gram, huyền sâm 30 gram, xuyên quy 10 gram, thăng ma phục thần mỗi vị 8 gram. Hoàng liên kinh giới cam thảo mỗi vị 4 gam, các bạn à, sắc uống nhá. Còn đối với việc dùng ngoài thì người ta còn à, sử dụng hạt của cây hoa phấn này để mà chữa nốt ruồi tàn nhang trứng cá ở mặt. Bằng cách là dùng hạt của cây hoa phấn này đem về các bạn tán bột để mà bôi chữa nốt ruồi tàn nhang trứng cá ở mặt. Lá thì giã nát vắt lấy nước để mà trị mụn lở vết thương đinh nhọt như vậy là các bạn cũng thấy cái cây hoa phấn này có khá là nhiều tác dụng chữa bệnh không chỉ ở Việt Nam mình mà rất là nhiều nước trên thế giới người ta cũng sử dụng và các bài thuốc để chữa bệnh thì mình đã nói một cách rõ ràng các bạn chưa xem kỹ thì có thể xem lại nhé còn về lưu ý thì như mình đã nói kiêng kỵ đối với những người có thai thì không sử dụng cây hoa phấn này để chữa bệnh các bạn nhé. Cây xấu hổ thì không còn xa lạ gì nữa rồi. Các bạn thường biết đến với việc là chữa các bệnh về xương khớp rồi là chữa mất ngủ. Nhưng trên thực tế thì cây xấu hổ còn có nhiều tác dụng khác nữa mà các bạn chưa biết đến. Mời các bạn cùng theo dõi để hiểu rõ hơn và sử dụng cây xấu hổ này một cách tốt nhất nhé. Cây xấu hổ thì có rất là nhiều tên gọi, có nơi thì gọi là cây cỏ thẹn, có nơi thì gọi là cây mắc cỡ, có nơi thì gọi là cây hoa trinh nữ. Còn có tên gọi khác là hàm tu thảo. Đây các bạn xem, chỗ này mình lấy về được rất là nhiều cây to, đem ra suối rửa này. Cái này là mình lấy vào mùa đông rồi cho nên nó khá là ít lá, còn toàn là những cái cành thôi. Về bộ phận sử dụng thì các bạn dùng toàn bộ cái cây xấu hổ này Toàn bộ thân cành lá rễ này Được gọi là hàm tu thảo Cành lá thì có thể thu hái vào mùa khô Dùng tươi hay là phơi khô cũng được Còn rễ thì các bạn có thể đào quanh năm Đem về rửa sạch Thái mỏng phơi khô mà dùng và cây xấu hổ này đã được người ta nghiên cứu với rất là nhiều tác dụng như là tác dụng kéo dài thời gian ngủ này rồi là tác dụng giảm đau rồi là chống co giật tác dụng giải độc tác dụng thấp khớp rồi là tác dụng bảo vệ gan và lợi mật nữa nói chung rất là nhiều tác dụng đã được người ta nghiên cứu và cho ra những kết quả khá là tốt vậy thì cụ thể cách sử dụng chữa trị ra sao theo đông y thì xấu hổ có vị ngọt, hơi xe, tính hơi hàn, có độc, có tác dụng an thần, làm dịu cơn đau, chống ho, long đờm, tiêu viêm, tiêu tích, thanh nhiệt, hạ sốt, lợi tiểu. Về việc có độc ở đây mình cũng cần phải nói rõ luôn, đây là đối với trường hợp phụ nữ có thai thì không được dùng cây xấu hổ. Còn uh, trong y học cổ truyền thì cây xấu hổ có tác dụng là gây tê mê cho nên các bạn cũng không được dùng liều cao đâu đấy các bạn chú ý nhá mỗi cây thuốc người ta đưa ra liều lượng sử dụng ra sao thì các bạn cần tuân thủ theo nhá cứ đừng nghe theo người ta chuyển miệng cứ thứ nọ thứ kia một nắm cho vào là không được đâu nhá khi mà mình đã tìm hiểu về một loại cây nào đấy thì mình phải có những tài liệu đáng tin cậy để mà tìm hiểu chứ không thể tìm hiểu những thông tin trôi nổi ở trên mạng kia rồi bắt đầu chia sẻ một cách vô tội vạ có khi những thông tin đấy lại không chính xác hoặc là người ta nói quá lên chỉ miễn sao nói hay để mà người xem nhau nhau vào xem như thế là không được đâu phải cần có những thông tin chính xác trung thực các bạn nhé cái gì đúng là đúng mà sai là sai chứ không thể chia sẻ một cách mập mờ được nhé và thông thường thì người ta sử dụng cả cây xấu hổ để mà chữa các bệnh như là thần kinh, mất ngủ, viêm phế quản, viêm kết mạc. Người ta còn dùng để chữa viêm gan, viêm dạ dày, ruột, phong tê thấp, bệnh gút. Còn dùng để chữa sốt, chữa cao huyết áp bằng cách là xác uống. Với liều dùng là ngày từ 15 cho đến 25 gram. Rồi lát nữa mình sẽ nói bài thuốc cụ thể nhé. Ngoài ra thì người ta còn dùng để trị chấn thương, viêm mủ da. Người ta Dùng ngoài có thể lấy cây tươi giã nát để mà đắp trị chấn thương viêm mủ da nhé Và điều mà các bạn cần phải lưu ý khi sử dụng cây xấu hổ này là sử dụng đúng liều nhé Không sử dụng quá liều Và trường hợp phụ nữ có thai thì cũng không được dùng nhé Còn bây giờ mình sẽ nói về các bài thuốc về cây xấu hổ Các bạn nhớ là cần phải tuân thủ đúng theo các bài thuốc nhé Người ta đã nghiên cứu ra một cách rõ ràng như vậy rồi thì các bạn cần tuân thủ theo chứ không thể là cứ lấy um, thứ nọ thứ kia mỗi thứ một nắm mà làm như kiểu người ta truyền miệng như vậy thì nó tỷ lệ khỏi nó không cao đâu có khi còn gây ra biến chứng nhá có đến 7 bài thuốc để các bạn có thể áp dụng từ cây xấu hổ này nhá bài thuốc thứ nhất là bài thuốc dùng để chữa suy nhược thần kinh mất ngủ thì trong trường hợp này các bạn dùng uh, cả cây xấu hổ nhá với liều lượng là 15 gram hoặc là lá thì với liều lượng từ 6 cho đến 12 gram các bạn có thể dùng riêng hoặc là phối hợp với cây nụ áo tím 15 gram, chua me đất 30 gram các bạn sắc uống hàng ngày vào buổi tối nhé. Cũng có thể phối hợp với lạc tiên, mạch môn, thảo quyết minh thì tùy vào từng điều kiện các bạn có thể phối hợp với những loại trên nhé hoặc là chỉ cần dùng riêng cây xấu hổ là được rồi với liều lượng là 15 gram nhé. Và tiếp theo mình sẽ nói về bài thuốc thứ hai là bài thuốc dùng để chữa viêm phế quản mãn tính. Thì trong trường hợp này các bạn dùng cây xấu hổ nhé, dùng cả cây luôn với liều lượng là 30 gram. Và rễ của cây cẩm với liều lượng là 16 gram để mà sắc uống làm hai lần trong ngày cây cẩm ở đây là cái loại cây mà người ta dùng để xôi cơm ấy các bạn để mà tạo màu cho cơm ấy. Thì các bạn dùng rễ của cây xấu hổ phối hợp với rễ của cây cẩm để mà chữa viêm phế quản mãn tính nhá. Tiếp theo bài thuốc thứ ba là bài dùng để chữa thấp khớp, đau lưng nhức xương. Thì bài thuốc này cũng có khá là nhiều cách làm. Các bạn có thể xem cách nào phù hợp với mình mà áp dụng vào nhá. Cách thứ nhất là các bạn dùng bài thuốc này bằng cách là dùng cây xấu hổ này, hy thiêm, tầm sọ, dây đau xương, thiên niên kiện, thổ phục linh, tục đoạn, cây huyết đẳng, dây gắm. Mỗi vị là 12 gram các bạn nhé. Dùng để mà sắc uống trong ngày thì bài thuốc này người ta cũng đã nghiên cứu lâm sàng ở bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương trên 30 bệnh nhân và đạt kết quả tốt là 9 bệnh nhân chiếm 30% và khá là 12 bệnh nhân chiếm 40%, còn trung bình là 7 bệnh nhân chiếm 23,3% và không có kết quả là 2 bệnh nhân chiếm 6,7% kết quả tốt thu được nếu mà thấp khớp còn ở giai đoạn 1 và 2, còn ít có kết quả là ở giai đoạn 3 và 4 và không thấy có tác dụng phụ. Các bạn cũng thấy là có trường hợp khỏi cũng có trường hợp không. Như vậy là tỷ lệ thành công của nó không phải là 100%. Nhưng trong bài thuốc này người ta nghiên cứu ra thì không thấy có các biến chứng gì, như vậy là có thể áp dụng được bài thuốc này, vẫn là bài thuốc thứ ba cách chữa thấp khớp đau lưng nhức xương thì ngoài cách vừa rồi ra người ta còn sử dụng một cách nữa là bằng cách là các bạn sử dụng rễ của cây xấu hổ này các bạn cứ đem về băm nhỏ phơi khô và sao qua đi rồi sau đấy các bạn lại lấy rượu để các bạn tẩm vào nhé tẩm rượu vào rồi sao vàng lên và các bạn sắc uống với liều lượng của mỗi lần là 20 cho đến 30 gram các bạn có thể dùng riêng hoặc là phối hợp với rễ của cây cúc tần, rễ bưởi bung, mỗi vị là 20 gram. Cũng có thể là thêm rễ đinh lăng và cam thảo dây vào, mỗi vị là 10 gram để mà sắc uống. Và tiếp theo bài thuốc thứ tư là bài thuốc dùng để chữa nhức mỏi sưng phù. Thì trong trường hợp nhức mỏi sưng phù thì các bạn sử dụng cả cây xấu hổ. Đem về chặt nhỏ phơi khô rồi sao vàng sắc uống với liều lượng là Ngày dùng từ 20 cho đến 30 gram uống thay trà Tức là các bạn uống thay nước hàng ngày luôn nhé Và tiếp theo bài thuốc thứ 5 là bài thuốc dùng để chữa cao huyết áp Thì trong trường hợp cao huyết áp thì các bạn sử dụng cả cây xấu hổ Cùng với chắc bách diệp, hoa đại, câu đằng, đỗ trọng, lá vông nem, thảo quyết minh, thân lá bạch hạc Mỗi vị là 6 gram Hà thủ ô tang ký sinh mỗi vị là 8 g Địa lang 4 g Để mà sắc uống có thể tán bột luyện thành viên Uống mỗi ngày là 20 cho đến 30 g Riêng đối với vị thảo quyết minh thì các bạn cần phải sao vàng nhé Sao cho nó kỹ vào Còn lại các vị khác thì các bạn cứ đem về băm nhỏ phơi khô mà dùng thôi Liều lượng như trên mình vừa đọc ấy Rồi phối hợp các vị lại để mà làm thành một hang mà sắc uống Cũng có thể là tán bột luyện thành viên mà uống Với liều lượng uống là mỗi ngày từ 20 cho đến 30 gram Để mà chữa cao huyết áp Vậy thôi Và tiếp theo bài thuốc thứ 6 là bài thuốc dùng để chữa khí hư Thì trong trường hợp chữa khí hư các bạn sử dụng Vỏ của rễ cây xấu hổ các bạn dùng tươi nhé đem về các bạn giã ra để mà ép lấy nước thì các bạn có thể cho thêm một ít đường vào để cho nó ngọt mà dễ uống nhá và uống thì các bạn mỗi ngày các bạn uống 3 lần nhá mỗi lần các bạn uống hai thìa canh uống trong vòng một tuần nhá để mà chữa khí hư ngoài ra thì người ta còn sử dụng cây xấu hổ này để mà làm thuốc phá thai nữa cơ và mình cũng xin phép là không chia sẻ cái bài thuốc phá thai này nhé. Và các bạn cũng yên tâm là không phải là cứ uống vào là có thể phá được thai ngay đâu. Mà mình cũng nói luôn là trong trường hợp có thai thì cũng không nên dùng cây xấu hổ này để chữa bệnh nhé. Trên đây là những thông tin về cây xấu hổ hy vọng sẽ giúp ích được cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhé. Những thông tin về cây này thì rất là nhiều tuy nhiên thì các bạn cần phải biết đâu là những thông tin chính xác và hiểu một cách rõ ràng để có thể sử dụng một cách tốt nhất về tên gọi thì cây này có khá là nhiều tên gọi như là cỏ hôi này bù xích hoa ngũ sắc thắng hồng kê cỏ cứt heo cỏ cứt lợn do là cái tên gọi của nó khá là xấu cho nên có người đã gọi là hoa ngũ sắc ấy thì các bạn đừng nhầm lẫn với cây hoa ngũ sắc hay còn gọi là cây bông ổi nhá Thì đúng vậy có một cái tên rất là xấu Đây chính là cỏ cứt lợn nhưng mà tên này lại rất là phổ biến được nhiều người biết đến và sử dụng Thì mình thấy ở các vùng nông thôn mỗi khi mà người ta làm lòng lợn Thì người ta thường lấy cái lá của cái cây cỏ cứt lợn đây này để mà khử mùi và cái cây này người ta cũng ăn được luôn các bạn nhé Có nơi người ta còn hái ngọn non về ăn về việc người ta sử dụng cây này để chữa viêm mũi viêm xoang thì cũng đã có những nghiên cứu riêng đối với trường hợp mà viêm mũi viêm xoang có mủ đặc thì tác dụng của nó sẽ kém hơn nhé. Kể cả là trường hợp cấp tính và mãn tính. Như vậy các bạn nên lưu ý nhé. Đối với trường hợp có mủ đặc thì tác dụng của nó sẽ kém hơn nhé nhưng bù lại thì cây này sẽ không gây ra tác dụng phụ gì đối với cơ thể người bệnh nhé trừ tác dụng gây sót trong thời gian ngắn khi nhỏ vào mũi như vậy là khi mà mình nhỏ vào mũi thì nó sẽ gây ra sót trong thời gian rất là ngắn nhưng bù lại thì nó sẽ không gây ra bất cứ một tác dụng phụ nào khác cho bản thân mình cả điều này có nghĩa là cây này sử dụng một cách rất là an toàn các bạn nhé Vậy thì cách để mà người ta chữa viêm mũi, viêm xoang dị ứng như thế nào? Và cách làm cũng rất là đơn giản thôi, người ta sử dụng lá của cái cây hoa cứt lợn này nhá, sử dụng lá tươi luôn nhé. Các bạn đem về giã nát ra rồi vắt lấy nước. Và các bạn uh, dùng bông để thấm cái nước đấy vào, tẩm cái nước đấy vào bông đấy để mà các bạn bôi vào mũi bên bị đau ấy. Nói một cách khác là các bạn làm sao để cái thuốc đấy nó tiếp xúc với cái chỗ bị viêm ấy. Và kể cả là trong trường hợp các bạn bị viêm tai nhá, cũng làm như vậy luôn nhá. Các bạn cũng lấy cái lá của cây hoa cúc lợn này, giã ra rồi ép lấy cái nước của nó ấy để mà bôi vào cái chỗ tai bị viêm ấy, các bạn có thể thấm vào bông để mà ngoáy vào miễn sao là để cái thuốc đây này nó tiếp xúc với những cái chỗ bị viêm ấy, viêm tai, viêm mũi ấy. các bạn cần phải để cái thuốc nó tiếp xúc vào nhé Và thời gian tiếp xúc thì càng lâu càng tốt, mỗi ngày các bạn có thể làm vài lần để cho nó tác dụng nó cao hơn nhé Ngoài việc sử dụng để chữa viêm mũi, viêm xoang rồi là viêm tai ấy, thì người ta còn sử dụng cái cây cứt lợn này để mà chữa bệnh phụ nữ bị rong huyết sau khi sinh nở ấy. Cách làm thì cũng đơn giản thôi Các bạn hái cái lá của cây cỏ cứt lợn đây này Dùng lá tươi nhé Với liều lượng là từ 30 cho đến 50 gram Các bạn đem về giã nhỏ ra Rồi vắt lấy nước Các bạn sử dụng lấy nước này để uống nhá Uống trong ngày luôn Và các bạn làm như vậy từ 3 cho đến 4 ngày luôn nhé Trong dân gian thì người ta còn sử dụng cái cây cỏ cứt lợn đây này để mà nấu nước gội đầu cơ bằng cách là sử dụng cây cỏ cứt lợn này nấu nước gội đầu cùng với quả bồ kết đấy các bạn ạ chỉ cần hai loại này thôi nấu nước để mà làm nước gội đầu ấy thì tóc nó sẽ vừa sạch gầu lại trơn tóc các bạn cũng thấy là cây này có tác dụng cầm máu rồi là chống viêm rất là tốt cho nên các trường hợp chảy máu hoặc là bị viêm loét thì người ta thường hay sử dụng cây này để mà chữa các bệnh về viêm loét nhé. Đối với việc sử dụng cây cỏ cướt lợn này để mà chữa các vết loét, vết thương do đâm chém gì đó thì tuy rằng không phổ biến ở Việt Nam nhưng lại phổ biến rất là nhiều ở nước ngoài như là Ấn Độ và Nepal. Ngoài ra thì Nepal còn sử dụng nước ép từ rễ cây cỏ cướt lợn này để mà chữa sỏi thận nữa cơ.